Người đàn ông được ví như ma cà rồng, U60 mà như trai 20, bí quyết nhờ đâu? Người đàn ông này sở hữu vẻ đẹp ngày càng trẻ trung, sành điệu khiến bao người ngưỡng mộ. Với những ai lần đầu tiếp xúc với cô Blackhead đến từ Thái Lan, họ sẽ nghĩ rằng đây là một chàng trai cá tính, tràn đầy năng lượng và rất điển trai. Tuy nhiên trên thực tế, người đàn ông này đã 53 tuổi, bắt đầu bước vào làng giải trí xứ sở Chùa Vàng từ những năm 1990. Có thể nói rằng, cô Blackhead là một nghệ sĩ đa tài, anh vừa là ca sĩ, kiêm diễn viên, người mẫu, ở lĩnh vực nào anh cũng đều gặt hái được thành công. Hiện tại, nam nghệ sĩ này được truyền thông trong nước gọi là ma cà rồng vì sở hữu diện mạo trẻ mãi không già. Ảnh hư trẻ của nam nghệ sĩ. Nam nghệ sĩ hiện tại trẻ trung, cơ bắp. Khi so sánh những bức hình trong quá khứ với hiện tại của nam nghệ sĩ, có thể thấy Blue Blackhead ngày càng trẻ trung, sành điệu và phong cách hơn. Trên thực tế, nghệ sĩ nổi tiếng này luôn ý thức được việc cần giữ gìn vóc dáng, ngoại hình bên ngoài để duy trì sự nổi tiếng trước người hâm mộ. Theo tờ Kabuk, cô Blackhead thường xuyên tập thể dục khoảng 1 tiếng mỗi lần. Trên Instagram cá nhân, Blackhead thường xuyên chia sẻ những hình ảnh anh tập thể hình để cơ bắp luôn săn chắc, vạm vỡ, duy trì 6 múi chuẩn. Anh cũng tham gia một số hoạt động ngoài trời như chèo thuyền kayak, đạp xe, bơi lội. Về chế độ dinh dưỡng, nghệ sĩ 7X thường ưa chuộng các thức ăn ở dạng hấp, luộc thay vì chiên rán nhiều, tránh tích tụ mỡ thừa. Ngoài ra người đàn ông cũng ưu tiêu rau xanh, trái cây và các loại hải sản. Cô Blackhead còn hạn chế những đồ uống có cồn, tránh thức quá khuya. Về trẻ đẹp của cô Blackhead làm bao người ngưỡng mộ, người đàn ông có sở thích đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn có một bí quyết hách tuổi rất hữu hiệu mà bất kỳ đấng mày râu nào cũng có thể làm theo được. Đó là lựa chọn những trang phục có màu sắc tươi trẻ, cá tính phù hợp với xu thế hiện nay. Ngoài ra, một điều quan trọng không kém đó là giữ cho tâm hồn luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Cô Blackhead là một người hướng ngoại, đi tới đâu anh cũng là trung tâm của sự sôi động, náo nhiệt. Những người tiếp xúc với nghệ sĩ U60 này đều có cảm nhận chung là anh thân thiện, dễ gần, luôn truyền năng lượng tích cực đến đám đông xung quanh. Với cô Blackhead tuổi tác chỉ là một con số, nó không thể ngăn cản mỗi người sống một cuộc đời trẻ khỏe, nhiệt huyết. Theo nam nghệ sĩ, một người chỉ trở nên già đi khi tâm hồn họ héo úa và không có động lực sống trong cuộc đời này. Sở thích của cô Blackhead chính là đi du lịch, khám phá những vùng đất nước. Vì mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống nên nam nghệ sĩ không muốn bản thân phải hối tiếc quá nhiều để lỡ những năm tháng quý giá.